Chúc mừng đến Thu Hoài và các đồng đội của câu lạc bộ VietinBank đã giành được một chiến thắng rất kịch tính và rất cảm xúc trước nhà đương kim vô địch LVBank Ninh Bình. Cảm xúc lúc này của Thu Hoài như thế nào ạ? Thật sự thì là lúc này thì Thu Hoài đang cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Có thể nói là niềm vui nhân đôi, bởi vì là thắng được nhà vô địch thì không phải lúc nào mà đội VietinBank cũng có thể làm được. Thế nhưng mà hôm nay là điều không tưởng. Chúng ta đã chơi một trận đấu có thể xem là rất dưới sức. Trong trận đấu ngày hôm qua gặp binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước, rất nhiều vấn đề ở khâu truyền một và thủ phòng thủ hàng sau. Ở trận đấu này thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã thay đổi những cái chiến thuật của lối chơi của câu lạc bộ VietinBank như thế nào? Thật sự là sau trận đấu ngày hôm qua thì về đội cũng có tổ chức họp đội và có rất là nhiều thứ mà các vận động viên cũng như là huấn luyện viên đã rút kinh nghiệm và đã cùng nhau gắn kết hơn, trao đổi với nhau không những là về chuyên môn mà cả là sinh hoạt nữa. Và ngày hôm nay ra sân thì là ngay từ lúc tập luyện buổi sáng thôi thì Hoài đã thấy mọi người đã thay đổi rất là nhiều về cái tinh thần. Và trong trận đấu ngày hôm nay, biết là đội mình không thể nào mà bằng đội đương kim vô địch, thế nhưng mà mọi người bảo làm sao là cố gắng, có thể là chơi hết khả năng của mình, thắng thua không quan trọng, mình thắng thì mới là một cái gì đấy rất đáng để nói, còn nếu mà mình thua thì là nó là một chuyện rất là bình thường. Và sau trận đấu này thì là em nghĩ là đội cũng sẽ lấy lại được những gì mà ngày hôm qua thể hiện chưa tốt ạ. Trong set đấu thứ tư thì quan sát trên sân thì tôi có thấy là ngoại binh Jinze của đội mình gặp một cái chấn thương hình như là căng cơ và không thể tham gia thi đấu ở nửa sau của set đấu thứ tư, và gần như là trên sân chỉ có các nội binh thôi. Vậy thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trong cái khoảng thời gian được hội ý chiến thuật đó thì ông đã thay đổi cái lối chơi, cái chiến thuật như thế nào để Thu Hoài và các chị em ở trên sân có thể bình tĩnh và vượt qua được LVBank Ninh Bình ở set đấu thứ tư? Rất là không may khi mà ngay từ buổi sáng hôm nay thôi, ngoại binh của Ngân hàng Công Thương cũng đã có dấu hiệu là đau gối rồi, bởi vì là trên cái sàn đấu này như mọi người cũng nhìn thấy rằng là không có những cái thảm gỗ cũng như là không có cái tấm cao su, cho nên là cái việc là đau gối là cái việc dễ dàng xảy ra đối với các vận động viên, nhất là vận động viên ngoại khi sang bên đây. Và khi set 4 thì thật sự là để thua xa rồi, và đấy là nó cũng là một cái gì đấy rất là tích cực khi mà các vận động viên trẻ được đưa vào sân. Và huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng nói là đây là cái cơ hội cho các vận động viên trẻ được thể hiện mình khi mà các chị đang bị xuống tinh thần như thế. Và đến hiệp thứ 5 thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng nói là lúc này thì là mình không có ngoại binh trong sân, mình thắng thì nó mới là một cái gì đó rất đáng để nói. Nếu mà mình thua thì nó là chuyện bình thường thôi, cho nên là cả đội đã rất thoải mái để mà đánh. Sau hai trận thua liên tục thì cái chiến thắng này dù chỉ giành được 2 điểm thôi nhưng nó có ý nghĩa như thế nào với VietinBank trong cái cuộc đua, thứ nhất là cuộc đua chủ hạng và thứ hai là cái cuộc đua để có mặt ở top 4 đội tranh vô địch? Cái thứ nhất là sau cái trận chiến thắng của ngày hôm nay thì là cũng là một cái để mà sốc lại tinh thần cho cả đội sau hai trận thua liên tiếp. Và nó cũng là một cái gì đó có thể là vòng sau có thể là một cái gì đó có thể dễ dàng hơn cho cả đội. Một câu cuối dành cho Thu Hoài thôi. Có thể thấy là với cái thể thức mới của năm nay, khi mà nhà đương kim vô địch cũng có thể thua một đội được đánh giá là ở mức trung bình như VietinBank, đương kim Á quân cũng có thể bị Quảng Ninh hay là xi măng Long Sơn Thanh Hóa quật ngã và đeo bám đến set đấu thứ 5, thì Thu Hoài có thể cho thấy là cái cơ hội cho những đội bóng như VietinBank, như là Quảng Ninh, như là xi măng Long Sơn Thanh Hóa để có thể thi đấu thật tốt và có thể đạt được những cái mục tiêu cao hơn so với những cái thể thức trước đây của giải vô địch quốc gia. Đúng là khi mà từ ngày mà ngoại binh được vào Việt Nam thi đấu thì là tất cả các thứ hạng của các đội đang có sự công bằng rất là nhiều và chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đây là cái mà Hoài cũng đã nói với câu lạc bộ của mình, đó chính là không thể là không thể cả, bởi vì là từ những đội ở top dưới họ có thể vô địch và đội mình thì cũng không phải là ngoại lệ, cho nên là cứ thoải mái để đánh thôi. Và cũng cảm ơn là cái thể thức mới này thì đã đưa cái thứ nhất là đưa bóng chuyền Việt Nam vươn lên một cái tầm cao mới. Như bạn ngoại binh của đội Hoài, khi Hoài nói chuyện thì Hoài các bạn cũng bảo là bạn cũng không nghĩ là Việt Nam của mình có một cái gọi nền bóng chuyền nó cũng hiện đại, và bạn cũng thấy lúc đầu bạn thấy là hơi tự ti khi mà đi sang đây để thi đấu, nhưng bây giờ thì là bạn đang thể hiện rất là tốt. Một lần nữa cảm ơn Thu Hoài và
Chúc cho Thu Hoài và cùng với các đồng đội của mình sẽ có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn vào ngày mai và sẽ trở lại với giải vô địch quốc gia với những cái kết quả như mình mong đợi. Một lần nữa cảm ơn Thu Hoài.